Xin chào, xe cứu hỏa của bạn bị hư rồi sao? Mình sẽ lập tức tới đó ngay, cùng với xe cứu hộ để mang nó về gara. Được rồi các bạn, hãy cùng sửa xe cứu hỏa nào. Đi thôi. Chào các bạn, mình là Pibo. Chào mừng đến với gara nơi có thể sửa chữa tất cả các loại phương tiện xe cổ. Đi thôi. Bước đầu tiên là rửa xe. Bây giờ chúng ta sẽ thay bánh xe. Chúng ta sẽ tháo các bánh xe cũ ra. Tiếp theo, chúng ta lắp bánh đầu tiên vào. Rồi tới bánh thứ hai. Và cuối cùng là bánh thứ ba. Hãy tiếp tục với bước tiếp theo. Chúng ta cũng phải sửa cái thang. Hãy gắn các đồ phụ tùng vào. Chúng ta cần đèn. Rồi tới ống quấn dây. Tiếp theo là máy phát điện. Bây giờ là vòi nước. Hãy thay những cửa sổ mới. Và tấm gương chiếu hậu. Tiếp theo là thanh hãm xung. Và cuối cùng là vòi xịt nước.
tuyệt vời, nhìn tốt hơn nhiều rồi, giống như là mới vậy. Ồ, còi báo động, nghĩa là đang có hỏa hoạn. Hãy đi dập tắt lửa ngay. Lửa đã tắt rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hẹn gặp lại trong những chuyến phiêu lưu mới. Hãy nhấn theo dõi nha.